Kính chào quý vị và các bạn. Các kế hoạch tham quan du lịch của quý vị tới Tây Nguyên và Nam Bộ trong 7 ngày tới cần chú ý tới những cơn mưa dông xuất hiện đều đặn về chiều tối. Còn với Trung Bộ, nắng nóng sẽ còn gay gắt trong 2 đến 3 ngày tới. Sau đó, mưa giải nhiệt sẽ xuất hiện do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc. Dự báo ngày hôm nay và 2 ngày tới, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra khắp khu vực từ Thanh Hóa trở vào xuống tới Phú Yên với mức nhiệt độ cao nhất là từ 37 đến 40 độ. Thậm chí là vùng núi phía Tây còn trên 40 độ. Quý vị tham quan du lịch thì cần chú ý phòng tránh say nắng, say nóng. Cửa Lò Nghệ An là một trong những điểm giải nhiệt mùa hè lý tưởng ở dải đất miền Trung. Với bờ biển dài cùng với những bãi tắm có độ dốc thoai thoải. Tới đây trong 3 ngày tới thì quý vị cần lưu ý là trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có thể lên độ tới là trên 38-39 độ. Quý vị nên vui chơi tắm biển vào lúc sáng sớm hoặc về chiều tối để tránh nắng mạnh, dễ dẫn đến say nắng và say nóng. Vào thứ ba sẽ xuất hiện mưa sau những ngày nắng gắt. Quý vị cần đề phòng với dông, gió mạnh, sấm sét có thể xảy ra. Các ngày sau thì mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cùng với đó nhiệt độ cũng sẽ giảm dần, cao nhất ngày thứ sáu sẽ là 32 độ. Chuyển sang thời tiết Tây Nguyên, dự báo từ ngày hôm nay và 3 ngày sắp tới, trời nắng ráo chỉ sáng đến đầu giờ chiều. Về chiều tối thì chuyển mưa dông rải rác, cảnh báo có điểm mưa to đi kèm với gió giật mạnh, lốc sét nguy hiểm. Tại thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt, trong cả 7 ngày tới đều có mưa nhiều, có tới 5 trên 7 ngày xuất hiện mưa bất chợt ở trong ngày, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch du lịch của quý vị. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm dần, cao nhất ngày hôm nay là 27 độ, sau đó giảm dần xuống còn 25 độ. Và cả 7 ngày tới tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn sáng nắng, chiều tối mưa dông. Mưa dông sau một ngày nắng mạnh nên là tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra gió giật mạnh, sấm sét. Quý vị nên tránh các hoạt động tham quan du lịch vào chiều tối. Về nhiệt độ cao nhất ban ngày sẽ là từ 31 đến 35 độ và thấp nhất về đêm 25-27 độ. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của một vùng áp thấp nóng phía Tây nên tại các khu vực các tỉnh thành miền Bắc tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Toàn khu vực còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 đến 38 độ. Có nơi trên mức này, thời gian nóng kéo dài từ 11 giờ đến 17 giờ. Quý vị nên mang theo các vật dụng tránh nắng để bảo vệ sức khỏe của mình. Lưu ý tại một số tỉnh thành vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc về đêm và sáng có thể xuất hiện mưa rào cục bộ, tuy nhiên lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Sau đó từ khoảng ngày 23, ngày 24, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực có thể xuất hiện mưa dông trên diện rộng, có điểm mưa vừa đến mưa to, nắng nóng có khả năng chấm dứt và kéo dài nhiều ngày sau đó. Trên biển theo mô hình dự báo bão của Hải quân Hoa Kỳ GFS, đến những ngày cuối tháng 5 trên khu vực Biển Đông xuất hiện một vùng xoáy thấp được nhận định có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, không loại trừ mạnh lên thành một cơn bão. Còn mô hình dự báo hạn vừa châu Âu thì dự báo cuối tháng 5 chỉ xuất hiện một vùng xoáy thấp nhiệt đới. Do là dự báo xa nên độ chính xác còn chưa cao, chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau của kênh. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.